Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 1997. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa An cư mùa đông. Hôm nay là bài pháp thoại cuối cùng của khóa An cư mùa đông. Và ngày mai thì chúng ta làm lễ tự tứ để kết thúc khóa tu mùa đông của chúng ta. Thì đi qua như là một mũi tên, và chúng ta đã được sống với nhau suốt trong 3 tháng trời của một khóa an cư. Khóa mùa đông năm nay khởi sự ngày 15 tháng 11 năm 96, và ngày mai 14 tháng 2 năm 97 là đúng 3 tháng. Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ tự tứ, mỗi xóm làm riêng. Và hôm nay tôi muốn chỉ bày cách thức tự tứ để quý vị làm cho đẹp. Tự tứ nó có nghĩa là cầu xin. Nó có nghĩa là cầu xin được soi sáng. Nó có nghĩa là tùy ý. Tùy ý tức là từ cái lòng mình muốn như vậy. Muốn cầu xin người khác soi sáng cho mình để mình thấy những cái điểm tích cực và những cái điểm tiêu cực của mình để mình có thể quán chiếu và hành trì theo cái thấy của mình. Tiếng Phạn là Pravanara. Pravarana, P-R-A-V-A-Y-R-A-N-A. Phiên âm là Bát Hòa La. Bát Hòa La dịch là tự tứ. Buổi sáng ngày tự tứ thì tăng thân tập hợp lại. Các vị khất sĩ tập hợp lại, các vị sa di tập hợp lại, các vị tiếp hiện tập hợp lại và các vị thọ năm giới tập hợp lại để làm lễ tự tứ. Sau khi dâng hương và lạy Bụt á, thì chúng ta làm lễ làm tác pháp yết ma tự tứ để cho cái lễ này có được cái tính cách hợp pháp của nó. Trước hết là chúng ta làm cái phép bạch nhị, tức là có một cái lời tuyên bố. Chúng ta tuyên bố như thế này: hôm nay là tăng thân họp lại để làm lễ tự tứ. Tự tứ có nghĩa là nói cho, cầu xin người khác nói cho mình biết những cái gì người đó thấy, người đó nghe và người đó có nghi ngờ về mình, để mình có thể quán chiếu và tùy theo đó để mà sám hối hoặc là chuyển hóa. Và tăng thân hôm nay tập hợp lại để thực tập chuyện đó. Đó là câu thứ đầu của tác pháp yết ma, gọi là lời thắc bạch. Xong rồi thì mới tới câu hỏi. Xin quý vị khất sĩ lắng tai nghe. Hôm nay
là ngày 14 tháng 2 năm 1997 đã được chọn làm cái ngày tự tứ kết thúc khóa tu mùa đông năm nay. Vậy thì theo nguyên tắc là cái buổi học tự tứ này là đúng phép. Nếu quý vị thấy là đúng phép thì xin giữ sự im lặng. Nếu quý vị thấy có những cái trở ngại và có điều gì nghi ngờ thì xin nói ra. Thì sau khi giữ im lặng vài chục giây thì tuyên bố rằng đại chúng thấy rằng không có gì đáng nói, không có sự phản đối, thì chúng ta đi tới để làm lễ tự tứ của sáng hôm nay. Trong truyền thống thì phía các vị nữ khất sĩ có gửi một vị đại diện tới. Thì tác pháp Yết Ma cũng tương tự như là tác pháp Yết Ma của mỗi lễ tùng giới. Trong cái tác pháp Yết Ma đó có hỏi là có đại diện của các vị nữ khất sĩ tới để cầu giáo giới về vấn đề tự tứ hay không? Thì trả lời là có một vị đại diện cho giáo đoàn nữ khất sĩ tới. Thì tăng thân mới cho phép cái vị đại diện của giáo đoàn nữ khất sĩ đi tới. Rồi vị nữ khất sĩ đó quỳ xuống chắp tay nói rằng là hôm nay là ngày tự tử. Thì tăng thân nữ khất sĩ chúng con đã cử con là Tỳ Kheo Ni tên là gì đó tới đây để cầu thỉnh giáo giới. Nếu mà giáo đoàn khất sĩ có nghe nói gì về những cái khuyết điểm về tăng thân nữ khất sĩ, có thấy gì về những cái khuyết điểm của tăng thân nữ khất sĩ và có nghi ngờ gì về những cái khuyết điểm, về những cái sự phạm giới, về cái sự hành trì không có chính đáng của tăng thân nữ khất sĩ, thì xin tăng đoàn ở đây từ bi khai thị cho chúng tôi. Nếu mà chúng tôi quan chiếu thấy có khuyết điểm thật thì chúng tôi sẽ theo pháp sám hối và chuyển hóa. Thì thường thường là vị đại diện cho giáo đoàn khất sĩ nói rằng là quý vị trong 3 tháng vừa qua đã tu hành rất tinh tấn, rất đẹp đẽ. Chúng ta không có nghe nói cái gì tiêu cực về quý vị hết. Chúng ta không có thấy cái gì tiêu cực về quý vị hết. Và chúng tôi không nghi ngờ gì về cái sự thực tập của quý vị hết. Vì vậy cho nên xin nữ khất sĩ chuyển lời chúng tôi thăm hỏi, cầu chúc và yểm trợ giáo đoàn tăng thân Tỳ Kheo Ni và cứ theo đúng pháp mà làm lễ tự tứ. Và sau đó thì vị đại diện của giáo đoàn Tỳ Kheo Ni lại xuống ba lại cảm tạ và đi về. Đó là theo cái truyền thống. Thì theo truyền thống, mỗi khi mà tăng thân Tỳ Kheo Ni mà thuyết giới tùng giới thì cũng phải có một đại diện tới thính như vậy. Nếu mà chúng ta muốn làm theo đúng cái truyền thống thì chúng ta làm như vậy. Tại vì theo thầy thấy thì cái liên hệ giữa giáo đoàn khất sĩ và giáo đoàn nữ khất sĩ là một cái liên hệ anh em, mà em là luôn luôn phải nương tựa vào anh.
là giáo đoàn khất sĩ được sinh ra trước, đóng cái vai trò của người anh, và giáo đoàn của nữ khất sĩ sinh ra sau đóng vai trò của người em, và người em luôn luôn phải phải nương tựa vào người anh. Thành ra cái bát chánh pháp á, nếu mình hiểu theo cái nghĩa đó thì nó rất là nhẹ nhàng và rất dễ thương. Còn nếu bát chánh pháp mà nghĩ theo cái kiểu nam nữ bình quyền á, thì nó trật lắc hết. Là tại vì thì trong bát chánh pháp á, là khi mình thấy một vị nam khất sĩ giàu tuổi nhỏ thì các vị khất, nữ khất sĩ cũng phải chắp tay lại chào hỏi cung kính. Dầu là các vị nữ khất sĩ đã lớn, đã thuộc vào hạng chị, hạng cô, hạng dì hay hạng mẹ của vị đó, nhưng mà vẫn chắp tay. Chắp tay như vậy không phải là chắp tay đối với cá nhân của vị khất sĩ đó, mà tại vì vị khất sĩ trẻ đó là đại diện cho giáo đoàn nam khất sĩ. Cũng như khi mà chúng ta chào cờ đó, thì cái cờ, cái lá cờ chẳng qua là một miếng vải thôi, nhưng mà kéo lên thì tất cả mọi người phải đứng dậy trang nghiêm, tại vì cái lá cờ đó nó tượng trưng cho cả một cái quốc gia, một cái dân tộc. Thì khi mà cái vị nam khất sĩ trẻ tuổi đó xuất hiện, thì vị nam khất sĩ đó là đại diện cho cái phái đoàn, cho cái giáo đoàn của nam khất sĩ. Thành ra các vị nữ khất sĩ với tư cách của người em thì chắp tay lại, chứ không phải là người đó trẻ tuổi đang còn mới bắt đầu tu tập mà đã có thể làm anh mình hay làm thầy mình. Không phải như vậy. Và trong những cái trường hợp mà không phải là chính thức, tức là không có formal, thì vị khất sĩ trẻ đó cũng có thể được coi như là một người em, một người cháu, một người con đối với một người, một vị nữ khất sĩ lớn có đạo đức. Nó vẫn có tính cách con người ở trong đó. Chỉ có trên cái phương diện hình thức đó, thì phải có sự cung kính đầy đủ đối với cái vị khất sĩ kia, tại vì khất sĩ kia là đại diện cho giáo đoàn nam khất sĩ. Mà nếu bác kinh pháp hiểu theo nghĩa đó thì mình thấy rất là dễ chịu, rất là dễ thương nữa. Mà một người em gái luôn luôn phải dựa vào người anh, cũng như trong cái gia đình của mình á, người vợ luôn luôn phải dựa vào người chồng, tại vì người chồng cũng là một cái loại anh. Và người em trai cũng phải dựa vào người anh trai. Và muốn cho cái lễ tự tứ được thành công thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Là tại vì trong cái lễ tự tứ thì chúng ta sẽ chỉ định những người nhận tự tứ. Những người nhận tự tứ tức là những người đại diện cho tăng đoàn để đứng ra mà chỉ bảo cho những cái người cầu xin soi sáng. Thì theo cái truyền thống, mỗi lần giáo đoàn chỉ đề cử 3 người thôi, và đề cử bằng cái tác pháp Yết Ma. Mà khi mà 3 người đó do cái tác pháp Yết Ma được đề cử ra rồi á, thì tất cả mọi người trong tăng đoàn đều nương vào 3 người đó để cầu xin tự tử. Mà nếu tăng đoàn đông á, thì làm một pháp tăng giả Yết Ma thứ hai, đề cử ra thêm 3 người khác là 6 người. Và nếu đông hơn nữa thì làm một cái tác pháp Yết Ma để bầu ra 3 người khác nữa, tức là có 9 người. Thì tác pháp Yết Ma cũng như vậy đó. Hôm nay xin các đại đức lắng lòng nghe. Hôm nay là ngày tăng thân thực tập tự tứ. Thì chúng ta phải đề cử ra 3 vị để tiếp nhận sự tự tứ của tăng thân. Thì xin các vị nào nghĩ rằng mình có tư cách tiếp nhận tự tứ thì cho đại chúng biết. Mà nếu không có ai đưa tay lên thì mình nói chúng tôi nhân danh là Gina, nhân danh là trung trưởng
Tôi xin đề nghị các vị sau đây để đứng ra nhận chịu lễ tự tử của tăng thân. Và lúc đó mình đề nghị ra ba người. Thì những người mà đứng ra nhận chịu tự tử là phải được chọn lựa trong người có những cái đức, những cái đức, những cái khả năng. Trước hết á, là người đó không có yêu. Thứ hai là người đó không có ghét. Thì khi mà mình có cái yêu với cái ghét nó nằm ở trong trái tim rồi thì mình không có phải là một người khách quan nữa. Là mình xét đoán một cách chủ quan là không tốt. Một người không có bị vướng mắc vào cái sự yêu và vào cái sự ghét. Tức là không có yêu là một cái điều kiện. Không có ghét là một điều kiện khác. Điều kiện thứ ba là không có rụt rè. Tức là có khả năng nói thẳng. Mình thấy những cái ưu điểm gì của người kia thì mình cứ nói. Và mình thấy những khuyết điểm gì của người kia thì mình nói. Chứ không có sợ mất lòng. Tại vì chính người kia đang quỳ trước mặt mình để cầu xin soi sáng. Mà nếu mình không có cái can đảm đó, mình có sự rụt rè thì mình không có cái tư cách thứ ba của người nhận tự tử. Người tự tử và người nhận tự tử. Người nhận tự tử phải có ít nhất là 5 đức. Đức thứ nhất là không yêu. Đức thứ hai là không ghét. Đức thứ ba là không rụt rè. Nguyên tắc thứ tư là có khả năng quán chiếu. Tức là người đó có cái khả năng quan sát, quán chiếu để thấy được những cái điểm tích cực và những điểm tiêu cực của người cầu xin tự tử, của người tự tử. Thứ năm á, là người đó biết cái nguyên tắc gọi là, ngày xưa gọi là nguyên tắc cứ tội. Tức là nói ra cái lầm lỗi của người kia. Biết cái nguyên tắc nói ra được cái lầm lỗi của người kia. Đây là một cái chủ đề khác. Một cái chủ đề là khi mình nói rằng người kia có cái phạm cái lỗi gì đó thì người này phải có những cái dữ kiện rõ ràng, phải biết về uy nghi, phải biết về giới luật, phải nắm vững những cái phương pháp dịch tránh, tức là giải quyết những tranh chấp. Và vì vậy cho nên cái người mà được cử ra tự tử là phải có cái khả năng đó. Nó có nghĩa là không nói lên lời buộc tội là vì yêu, vì ghét hay là vì một cái lý do gì khác, mà là vì chánh pháp. Và mình nên thêm vào là cái người nhận tự tử đó phải có khả năng sử dụng ai ngữ, nói sự thật nhưng mà phải nói bằng ai ngữ. Thì có thể là để cho ngày mai chúng ta đề cử trong cái ngôn ngữ ngày xưa gọi là tăng sai. Tăng sai tức là tăng thân đề cử. Nhưng mà chữ sai ngày xưa dùng, bây giờ nghe chữ sai nghe không hay lắm. Chỉ định. Tăng sai nghĩa là chỉ định bởi tăng thân. Tăng thân sẽ chỉ định 3 người, hoặc là 6 người, hoặc là 9 người, tùy theo cái trường hợp. Mình muốn làm mau hay là muốn làm chậm. Và sau khi mà làm tác pháp viết ba rồi á, thì chúng ta đề nghị như vậy. Tác pháp viết ba từ tứ rồi thì chúng ta làm cái tác pháp đề cử, chỉ định người từ tứ, người nhận từ tứ. Ngày mai mình sẽ làm riêng,
giáo đoàn những người xuất gia bên nam làm riêng, những người xuất gia bên nữ làm riêng, và sau lễ tụ tử thì mình sẽ tới với nhau để mình ăn mừng ngày kết thúc khóa tu mùa đông. Cái vị cao niên nhất, cao niên về phương diện tuổi tu và là vị thượng tọa sẽ làm từ tuổi trước, tức là vị đó quỳ xuống hoặc là vị đó ngồi cũng được. Và nếu vị đó quỳ xuống thì người nhận từ tứ cũng phải quỳ xuống. Ví dụ ba vị kia, vị thượng tọa quỳ xuống thì ba vị kia cũng quỳ xuống. Và vị thượng tọa nói rằng là: xin bạch các đại đức lắng lòng nghe cho tôi, hôm nay là ngày tăng thân từ tứ, và tôi là khất sĩ tên gì đó cũng xin từ tứ. Vậy thì xin quý vị từ bi quán chiếu thấy rằng trong 3 tháng vừa qua tôi có những cái ưu điểm nào cần được khuyến khích, tôi có những khuyết điểm nào, những lầm lỡ nào cần được chuyển đổi, thì xin quý vị đại đức từ bi chỉ giáo cho chúng tôi. Chúng tôi rất là mong ước được soi sáng. Quý vị thấy cái gì trực tiếp, quý vị nghe cái gì trực tiếp về chúng tôi, thấy cái gì trực tiếp về chúng tôi, và quý vị có cái nghi ngờ gì về cái sự hành trì của chúng tôi, thì xin quý vị từ bi soi sáng cho chúng tôi. Thì thường thường ba vị kia trả lời là không, có 3 tháng vừa rồi thầy tu hành rất là tinh tấn, tăng thân thương mến rất nhiều, và chúng tôi thấy thầy đạt tới những kết quả rất hay. Thì chúng tôi xin mừng cho quý vị, theo những cái chúng tôi thấy, chúng tôi nghe thì toàn là chuyện tích cực không thôi, và chúng tôi hoàn toàn không nghi gì hết. Đây là cái trái tim của chúng tôi, thấy sao, nghe sao, nghĩ sao thì nói vậy. Thì như vậy là vị này lạy tạ. Rồi ba cái vị mà gọi là nhận từ tứ đó thì cũng phải làm từ tứ với nhau. Một vị quỳ trước hai vị kia để xin, và sau khi ba vị làm từ tứ cho nhau rồi thì là quý vị quay lại để cho tăng thân lên làm từ tứ. Và cố nhiên là cái người từ tứ quỳ xuống chắp tay và nói hệt như là vị thượng tọa đó: xin bạch đại đức, hôm nay là ngày chúng tăng từ tứ, hôm nay là ngày chúng tăng từ tứ, tôi là khất sĩ chân pháp vân cũng xin từ tứ. Vậy thì xin đại đức từ bi chỉ giáo cho, có thấy cái gì, có nghe cái gì, có nghi cái gì về cái hành trì của chúng tôi trong vòng 3 tháng qua, xin từ bi chỉ giáo. Nếu mà chúng tôi giác ngộ được và thấy rõ được là mình có những khuyết điểm đó thì sẽ xin sám hối và tu tập để chuyển hóa. Theo nguyên tắc là phải nói 3 lần, theo truyền thống thì phải nói 3 lần, nếu có thì giờ thì nói 3 lần thì rất hay. Cũng như là khi chúng ta làm lễ xuất gia, chúng ta đọc cái 3 lần cái câu cạo sạch mái tóc, 3 lần không có dư đâu. Ở ngoài đời họ nói tại sao thì giờ không có mà phải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, tại vì mỗi lần lặp lại như vậy thì cái sự thành cẩn ở trong người của mình nó lớn lên, và cả người nghe, người nhận từ tứ cũng như người từ tứ đều thừa hưởng cả. Và vì vậy cho nên có thể là ba vị nhận từ tứ nó hơi ít, và nếu mình giàu thì mình nên làm cái tác pháp biết ma thứ hai để mình có tới 6 vị. Và cái cảnh tượng thầy này quỳ trước mặt thầy kia để cầu xin soi sáng là một cảnh tượng rất đẹp, đã có từ 2.500 năm nay. Thì tôi xin đề nghị là các vị tiếp hiện cũng vậy.
các vị tiếp hiền cũng phải làm lễ yết ma từ từ và phải soi sáng cho nhau. Và những người thọ năm giới cũng vậy, cũng phải làm từ từ để soi sáng cho nhau. Nhất là những vị mà thường trú mà đã được tham dự khóa tu đúng 3 tháng là nên làm thực tế. Vậy thì mình nên làm như thế này trước hết á. Là yết ma chỉ định người nhận tự tứ để mà có những người đó sẵn, rồi kế tiếp lại là đơn bạc yết ma tự tứ. Yết ma chỉ định người nhận tự tứ thì nên dùng phương pháp bạch nhị, còn đơn bạch yết ma từ tứ có thể là đơn bạch. Đơn bạch tức là chỉ tuyên bố ra là được. Còn bạch nghị tức là đưa ra cái đề nghị đó. Rồi thì hỏi coi thử là chúng ta có chấp nhận không thì gọi là bạch nghị. Còn cái đưa ra để tuyên bố là đơn bạch là đủ rồi. Trong truyền thống là khi nào mà chỉ có bốn vị khất sĩ thôi thì làm theo phép đối thủ từ tứ, còn chúng ta quá đông thì chúng ta không có dùng danh từ đối thủ từ tứ. Và cái chuyện người một vị khất sĩ quỳ trước một vị khất sĩ khác, tuy cái hình thức là đối thủ nhưng mà kỳ thực nó là tăng già từ tứ. Nó là tăng từ tự. Vậy thì các vị tiếp hiện và các vị thọ năm giới quý báu cũng phải vậy, cũng phải từ tự. Tức là quý vị phải họp lại sau khi dâng hương lễ bụt, quý vị làm tác pháp yết ma từ tự, rồi quý vị chỉ định ra một vị hoặc là hai vị hoặc là ba vị nhận chịu thực tứ. Xong đó thì ba vị đó từ tứ với nhau. Ba vị đó từ tứ với nhau rồi thì xoay lại để cho đại chúng từ tứ, cũng giống như là bên các thầy, bên các sư cô. Riêng về phi xuất gia thì các vị sa di cũng có thể lên để từ tứ với các vị khất sĩ. Chúng ta nên biết rằng cái truyền thống từ tứ là một truyền thống rất là hay ở trong đạo Phật, đã có từ 2500 năm. Nhưng mà tại Lăng Mai chúng ta đã khai triển cái phương pháp từ tứ này và chúng ta đã làm hay hơn ở trong truyền thống. Tức là chúng ta không có đợi tới cái ngày từ tứ chúng ta mới làm công việc soi sáng, tại cái ngày đó có thể đông quá, và vì vậy cho nên soi sáng nó không có được kỹ lưỡng. Và vì vậy cho nên cái ngày từ tứ cái sự soi sáng dù sao nó cũng có hình thức nhiều hơn là nội dung, nó có tính cách hình thức hơn là nội dung. Các thầy ở tại xóm Thượng vừa mới soi sáng cho hai sứ em Thị Tam, tức là sư chú Pháp Độ và sư chú Pháp Khai. Và tại vì hai sứ em sắp được làm lễ thôi nôi rồi, thành ra hai sứ em cầu xin được soi sáng. Và vì vậy cho nên các thầy thì các sứ anh đã họp nhau lại và soi sáng. Và soi sáng mỗi sứ em được vào khoảng 17 hay là 18 điểm. Và soi sáng đây không có mặt của các sư em. Trong 17, 18 điểm đó có hơn một nửa là những cái điểm tích cực, những cái điểm đáng được khen ngợi.
và sau đó có chừng một nửa hoặc là ít hơn một nửa những cái điểm mà gọi là chưa giỏi lắm để soi sáng cho sư em. Cái phương pháp này nó đúng với cái phương pháp làm mới của chúng ta, tức là ban đầu phải quy hoạch trước rồi sau đó mới nói những khuyết điểm. Thì các thầy, các sư anh ở sông thượng làm việc rất có phương pháp, tức là sau khi đã họp với nhau rồi và đã soi sáng cho hai sư em rồi thì phát cả 18 điểm lên để cho thầy đọc coi thử là nhờ cái tỷ giác của thầy coi thử là có thêm bớt gì nữa không, thì thầy nói được rồi, quý vị có thể đưa cho các sư em. Và theo nguyên tắc là khi mà các sư em tiếp nhận sự soi sáng đó là phải quỳ xuống và lạy ba lạy. Thì theo cái truyền thống của làng Mai là chúng ta phải soi sáng cho nhau trong suốt năm, chứ không phải là đợi tới cái ngày tự tứ thì mới soi sáng. Thì các cây cam sắp đến ngày hơi nôi xin được soi sáng. Các sư em trước ngày thọ giới lớn cầu xin tăng thân soi sáng. Rồi những cây bưởi, những cây chanh, những cây khế, những con cá, tất cả mọi người đều cần được sự soi sáng hết. Và đôi khi sự soi sáng đó được làm do sự yêu cầu của chúng trưởng, do sự yêu cầu của thầy trụ trì, do sự yêu cầu của vị giáo thọ, hay là do chính các đương sự xin được soi sáng là đẹp nhất. Và cái thực tập này chúng ta làm suốt năm rất là đẹp. Và chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ chia sẻ cái phương pháp soi sáng này cho các thiền viện khác ở trên thế giới và ở quê nhà. Ngày mai chúng ta làm lễ tự tử cũng là một hình thức soi sáng. Nhưng mà tại vì dồn hết vào để làm một ngày thì nó sẽ có tính cách hình thức nhiều hơn là nội dung. Nhưng mà nhờ có cái sự thực tập đó mà cái phương pháp tự tử, phương pháp soi sáng đã được truyền lại sau 2500 năm. Và do đó chúng ta mới triển khai ra được cái làm thành cái phương pháp soi sáng trong năm của chúng ta. Cố nhiên là khi các thầy, khi các sư anh học lại thì với nhau là cũng phải ngồi trong cái tư thế rất là thoải mái, phải bỏ cái yêu, cái ghét, cái rụt rè ra thì mới có thể soi sáng cho em mình được. Còn có một lần thầy Vô Ngại ngồi ở trong cái với các thầy và các sư em mà không chịu soi sáng, cái đó là không có đúng. Thầy Vô Ngại không có muốn nói cái khuyết điểm của người, nhưng mà đây không phải là nói xấu người ta, đây không phải là buộc tội người ta, đây là mình làm bổn phận của một người anh, của một người thầy, để soi sáng cho em mình. Và mình có bổn phận phải mở miệng ra, mình phải nói sự thật trong trái tim mình, miễn là mình nói trên cái năm cái đức căn bản của mình là không yêu, không ghét, không có rụt rè, không có ngại ngùng, mình biết quán chiếu, mình biết sử dụng ái ngữ, mình biết cái phương pháp cử tội, thì là mình có bổn phận phải làm như vậy. Chứ mình không có thể trốn tránh cái nhiệm vụ làm anh của mình được, mình không có trốn tránh cái nhiệm vụ làm thầy của mình được, tại vì trong con người của mình có một người anh, có một người thầy. Và người nào cũng phải thực tập để có 5 cái đức đó, 6 cái đức đó để mà làm cái ngọn đèn soi sáng cho em mình, cho con mình, cho học trò của mình. Vì vậy cho nên sáng mai chúng ta dậy sớm và thay vì công phu thiền tọa thì chúng ta làm lễ tự tử ở xóm của chúng ta. Có thể là tất cả các vị chấp hiền và cư sĩ nên tập họp tại một xóm là xóm Hạ để làm tự tử. Còn các vị Tỳ Khưu Ni và Sa Di Ni, Thức Sa Mana thì làm tự tử ở xóm mới. Còn các vị Tỳ Khưu và Sa Di thì làm tự tử ở sông thượng. Có một điều đáng tiếc là các vị cư sĩ mà không thấy cảnh tượng các thầy quỳ trước nhau mà cầu soi sáng,
Tại vì thấy được cái cảnh tượng đó nó rất cảm động. Mình có thể chảy nước mắt khi mà có sự thành khẩn. Cái cảnh tượng mà các thầy thầy này quỳ trước thầy kia để cầu xin ra sáng, cảnh tượng rất là đẹp, rất là thành khẩn, và lặp lại cái lời thỉnh cầu mình tới 3 lần. Thì bên các vị tiếp hiện, các vị thọ năm giới cũng phải thực tập như vậy. Người nào mà chưa tới cái lượt mình từ tứ thì cũng có thể ghi hình lại để cho các bạn không có dịp tham dự thấy được, cũng hay lắm. Mà tôi xin nhắc lại cái công thức từ tứ là xin bạch đại đức. Hôm nay là ngày tất cả mọi người trong tăng thân tự tử, thì tôi là tỳ khưu, pháp danh là gì cũng xin tự tử. Vậy thì đại đức xin từ bi chỉ giáo cho tôi biết là trong 3 tháng an cư mùa đông vừa qua, đại đức có thấy gì, có nghe gì, và có nghi gì về sự hành trì, về những cái lỗi lầm, về những khuyết điểm của tôi, thì xin đại đức chỉ giáo. Và sau khi quan sát, nếu nhận thấy rõ ràng đó là cái lỗi lầm, khuyết điểm, thì tôi xin phát nguyện sám hối và tu tập để chuyển hóa. Nó có một cái câu rất rõ ràng là sau khi quán chiếu mà thấy rằng đó quả thật là một cái khuyết điểm, một cái lỗi lầm, có nghĩa là mình cũng dùng cái sự quán chiếu của mình, chứ không phải là người kia nói mình có lỗi là tự động mình có lỗi. Không phải như vậy. Nó rất là hay. Nó chứng tỏ rằng mình tin vào cái khả năng của mình nữa. Mình cầu xin sự soi sáng, nhưng mà mình cũng tin vào khả năng từ trở về để quán chiếu cái tình trạng của mình nữa. Và nếu đại chúng thấy thích hợp thì chúng ta có thể ăn cơm chung chiều ngày mai. Và muốn như vậy thì là thông thường phải chuẩn bị làm thế nào để cho ngày Chủ nhật cái việc nấu ăn bữa trưa đó, nó nhẹ nhàng bớt. Vậy thì ngày mai quý vị hãy tổ chức cho thật vui. Tại vì ngày đó là ngày tự tứ của chúng ta. Buổi sáng chúng ta làm lễ tự tứ, rồi buổi chiều chúng ta tập hợp lại 3 xóm để ăn mừng cái ngày hoàn mãn khóa tu của chúng ta.